Anh xin giới thiệu anh tên là Nguyễn Trạch Bình Sư Lân nhất, sẽ là Quốc Toàn. Và anh qua quá trình học trung học và quá trình học cấp ba, anh đã nghiên anh đã có một cái số cái nhìn qua về môn vật lý, và thì các em là hay sợ môn vật lý và thường là không làm được. Đa số các em là cảm thấy sợ lý. Và anh hôm nay có đến chia sẻ một số phương pháp mà anh có thể tích lũy được từ cấp ba và tham khảo một số thầy cô trên đạo. Để hôm nay thì kinh nghiệm của riêng anh em chia sẻ thôi, chắc là cũng là có em học thôi thì cũng đúng thì em bỏ qua. Vâng, thì các em học lý thì cảm khó như thế nào, và thường thường em thấy các em đôi khi vẫn không vận dụng công thức, và các em không vận dụng công thức, có công thức trong tay không biết vận dụng như nào một trong một bài lý, thì tại sao các em không vận dụng được? Bởi vì rằng đây cũng đơn giản như thôi, bởi chúng ta không hiểu, các em không hiểu thôi không vận dụng được công thức. Bây giờ như chúng ta đi ở một cái con đường mà chúng ta đi đường đi từ trường đến nhà, các em đã biết đi nhiều theo thì em chắc chắn là sẽ biết đường cái đi như thế nào, đi chỗ này không phải, đi chỗ này có thể đến lâu hơn, chỗ này đến nhanh chậm nhỏ đấy. Thế nhưng mà khi đến cái con đường mà em quen rồi, đi quen rồi thì chắc chắn là em sẽ biết, bởi vì em hiểu rồi đúng không? Đấy đấy, lý cũng như vậy không, như là nhẹ thì phải làm kiểu gì mà chú ý đến cái gì kiểu gì, thì em cảm nhận là học môn lý là nó rất thực tế. Nó thực tế là như ví dụ lực này, quá trình trong cuộc sống em có thể học cả bên lực đúng không, vận tốc này, mưa này. Tức là nên đây lấy một ví dụ như nhà cúc xạ ánh sáng, xin lỗi các em có người ấy vì lớp mình vẫn trở đi bắt đầu đi học cúc xạ ánh sáng, như đây là cúc xạ ánh sáng này. Thì anh hỏi có hiện tượng rất đơn giản không, rằng là có một con cá bơi ở dưới hồ và ta xuống thì vật ta vứt nó, và là theo định luật cúc xạ ánh sáng thì nó rằng con cá đấy chỉ ảnh nó chứ không phải thật nó đúng không? Tại sao chúng ta vứt được? Tại vì sao? Thì ảnh của vật trùng ảnh là chính là thật, có nghĩa là thật trùng thật thì nó ảnh em trùng ảnh nó đấy, thì tại sao chúng ta vứt con gà, tại là cái đấy lý thực tế đấy, và giải thích là lý áp dụng thực tế rất thiệt hay đúng không? Và tiếp theo là công thức, ví dụ như là cho một vật là em bảo là kéo vật từ kép này cho một kép hai đấy, thì ta hỏi đây là ví dụ nhắc về công thức cộng vector lớp 10. Thì nếu mà trong quá trình kéo này thì nó sẽ đi về đâu? Khi làm liên tưởng cái thực tế chẳng là đơn giản chỉ là hai người kéo một vật nặng trên đường thôi đấy, thì dĩ nhiên nó phải đi về phía này không? Thì nếu mà nhớ đến như này thì ta nhớ luôn là chọn đến quy tắc cộng về này. Thì nó sẽ đi như này đúng không? Đấy, đây thì có nghĩa là lý là khi trong một cái bài học, trong một cái bài nào mình mà liên tưởng thì hãy liên tưởng thực tế. Mình sẽ nhớ ngay khi mình liên tưởng thực tế rằng mình lúc đấy nó sẽ đi như thế này, thì mình sẽ nhớ ngay công thức là hàm số oxy đúng không? Đấy, thì tiếp theo là về cái việc bài toán động lượng, ví dụ như bài toán động lượng này, nên cái bài toán động lượng thực tế bây giờ có một người đứng trên cái chiếc thuyền trên mặt nước, thì nếu đang đứng yên này thì phải là đang hệ ý một trong đang hệ gì đã đạt được động lượng bằng lượng đó để bắt đầu bằng không đúng không? Khi người mà đi ra thân trái thân phải thì tại sao thuyền đi ngược lại không? Thế đấy là mà tôi đã bỏ vào mặt lưng đấy, mà tôi cũng áp dụng như thế ngay như thế em có thể biết được đấy. Và tiếp theo nữa là ví dụ bỏ vào là tôi đang bỏ vào tôi đang, mà các em cũng muốn thì có em cơ bỏ rằng là bỏ vào tôi đang nó có cho bạn, ví dụ là ví dụ anh đang làm đấy một miếng ví dụ thạch cao rằng là thạch cao này các em kéo ngay trên cái sân trường này, kéo cứ càng đi thì nó càng lại vào nó bảo được, okay. Thì đơn giản là em nhớ rằng cái động lực ban đầu đây, tôi đang nó đây là tôi đang nó ban đầu là như thế, cơ đang ban đầu nó là một khối nhỉ, cứ đi dần con đường này nó sẽ còn như này đấy, đấy có cái cơ đang sao nó bị cái phần bị giải trên đường mà cộng như thế, cơ đang em nhớ đừng nên nhớ mắc mắc là gì cả, cứ nhớ thực tế những cái gì các em càng nghĩ hoặc là hay dễ hơn nhất thì các em nhớ thì em đang liên tục thế. Bởi vì cứ cái gì các bạn rất thì chúng ta học hình ảnh rất nhanh thôi, là học việc hay học tiếng nghe thì là chúng ta cứ nhớ liên tục hình ảnh cũng sẽ làm được đây. Đây là câu 2 trong bài 1 đề này, lấy trong đề đi giải toán bằng máy tính cầm tay mình đi, thì cái câu này để lấy cho là một bài ví dụ về phân tích hiện tượng xảy ra trong bài toán nha. Nghĩa là cho cơ hệ định vị chiều dài có đất hơn cho rồi là chiều dài có đất là 90 cm,
90cm, khối lượng M1 bằng 400g, alpha 30 độ, CD bằng 120cm, M2 bằng 200g, đặt tại B. Biết BI ở trên đường thẳng đứng nhé. Kéo con đất đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc alpha beta bằng 60 độ rồi thả các vận tốc ban đầu M1 pha chạm bằng độ siêu tốc M2, tính độ cao của đạn của M1 bằng 2. Bây giờ phải làm như thế nào? Thì như này, thì cái bài như này ta đi phân tích được. Nếu người ta mà không bài toán đề cập cái gì thì chắc chắn trong điều kiện đi được, về lý trong điều kiện đi được. Tất cả các bài toán này giải hầu hết như trong điều kiện đi được hết. Không thể có thể là tính như mà sát thì nó phức tạp. Bây giờ kéo beta mà 60 độ thẳng ra va chạm này, thì đầu tiên là sẽ có như thế nào? Hiện tượng đầu tiên là vật này sẽ có vận tốc không bằng không vận tốc độ và thu dần thế năng nó chuyển hết thành cơ năng. Cơ năng của va đi, hai vật này sẽ va chạm với nhau và nó truyền động năng cho vật này, và vật này sẽ còn một phần động năng của lại để giao động tiếp. Vật này sau khi quá trình giao động rồi nó sẽ đi lên, đi gặp CD trong quá trình BC và người ta không có ma sát, chắc chắn là nó không có ma sát đúng không, thì nó sẽ chuyển động đều với vận tốc ban đầu là 3 độ từ vật này tạo ra một vòng. Đấy, tiếp theo đến CD thì nó đi trên cái đường này nó sẽ gặp cái gì, nó sẽ gặp lực cản ở đâu, nó chính là thành phần lực theo phương ngang của trọng lực của vật này đúng không, nó sẽ tác dụng để làm cản trở chuyển động của vật. Thì độ cao bằng đại thì tại sao nó không có độ cao đại, bởi vì sao càng cản trở nó cũng đi dần dần chậm dần chậm dần và đến lúc sẽ không dừng lại. Đấy, và tiếp theo vật này độ cao bằng đại nó trong quá trình giao động nó sẽ có độ cao bằng đại. Thế là kết quả bài toán này thực ra sử dụng cái gì? Thế bây giờ ta phải tính vận tốc lực của nó trước va chạm luôn. Vận tốc trước va chạm thì ta tính kiểu gì? Chúng ta bảo toàn cơ năng đúng không? Từ hết từ thế năng là sao? Nó xuống đến đây là ra hết thành động năng. Thì giờ ta áp dụng đầu tiên là ta tính vận tốc này của M1, M2, M1, M2 không? Các bạn có thể nhận thêm không nói gì thì ta cứ chọn đúng mốc, ta chọn đúng mốc thế này, chọn đúng mốc thế này thì đây là độ cao nó này. Và nếu mà ta chọn mốc thế này thì là đây sẽ có thế này, nhưng mà đơn giản hai cái này nó sẽ tuyệt tiêu nhau. Ta chọn đơn giản là chọn chỗ mốc bệnh thế này lên sẽ là không đi. M gà ta có M gà bằng gì? 1/2 M lên gì? M một V 1 B bình đúng không? Suy ra V 1 B bằng gì? Căn 2 là H. Và H bằng gì? H bằng gì? L chữ L thì quân pháp bằng căn 2 R nhân L nhân 1 trừ 4 beta beta và bằng nhé. Bằng cái gì đó? Bằng 2 2 L. Có cái tính hình đây. Từ thu đổi ta sẽ cái này các em bấm nhé, các em bấm nhé ở dưới bấm V1B sẽ ra nè. Và tiếp theo từ con V1B rồi ta sẽ tính là V của M2 tại B ngay sau va chạm. Anh hỏi nếu bảo là V1B sau va chạm có đúng không? Nếu mà ta tính sử dụng công thức là tính V1B là V của V2B có nghĩa là ngay V2B sau va chạm là sau ta sử dụng công thức là V2B bằng gì? Bằng M2 trừ M1 nhân V2 cộng 2 M1 V1B trên M1 cộng M2 vận tốc của M2 sau va chạm. Sau va chạm đúng, có đúng không? Nói nhỉ, có đúng không? Sai, phải nói là ngay sau va chạm. Ngay sau va chạm, bởi vì sau va chạm nó sẽ có rất nhiều quá trình nữa. Ngay sau. Ngay. Đấy, ta lại sử dụng công thức này. Và đây V1B và V1 và V2, đây V2 này đầu tiên này bằng 0, V2 phải về đây. Bằng 0 thì nó sẽ bằng nào đó. Đây, em tự tính, tiếp tục, đây, tiếp tục đến tại vị trí này. Thì ta bằng đến tại C, V2 xem.
bằng là V2'B, đúng không? Bởi vì trong quá trình em lăn nó sẽ chuyển động là không ma sát, chuyển động đều đó. Tiếp tục lên đến BC thì lăn BC thì nó sẽ trở thành vật giao tốc để đây khi mà hai bên ta sẽ phân tích hai thành phần. Thì cái thành phần này ta lấy đây, phía đây là góc alpha, cái góc alpha thì ta có gì? Chỉ là cái ghép cản lực kháng khi M2 lên CD sẽ là gì? Ghép cản bằng gì? Bằng là P2 trên nó P2 nhân sin alpha, đúng không? P2 nhân sin alpha ghép cản sin A bằng gì? R2 là R C. Bởi vì ghép cả này bằng R2A đúng không? R2A sẽ R sin alpha tách ra R sin alpha để tiếp tục. Xong ta sử dụng cái gì? Để lên đến CD mà gia tốc, mà gia tốc này không đổi đúng không? Gia tốc đổi thì ta nhớ lên có cái gì? Có cái gì? Quãng đường ra ta nhớ lên có là gì hả? V bình trừ V không đổi bằng 2AS đúng không? Và 2AS thì đến độ cao lớn nhất đúng không? Ta hỏi độ cao nhất chứ không phải độ cao lớn đi ra nhất đúng không? Thì ta giống số và ta sử dụng gì? S này bằng bằng 2A là H này. H này chính bằng không? Bằng H trên sin phi. Đúng không? Đây. Thế là ta sẽ tìm ra là cái vận tốc nó như đây. Thì đây là một bài toán anh lấy ví dụ là các em tự tay số bằng mình. Bài trước là để lấy ví dụ là làm sao phân tích các hiện tượng xảy ra trong một bài lý đúng không? Bài này hiện tượng khá dễ không? Đấy. Thì bây giờ tiếp theo là đây bài trước này anh khẳng định chúng ta trong một bài lý là phải biết phân tích hiện tượng, phân tích hiện tượng xảy ra trong từng quá trình giai đoạn và phải viết tách ra các bạn như nào, dùng từ ngay khi hay từ trước khi hay từ sau khi như nào. Cái đấy là sau sẽ rất cần. Bây giờ ví dụ là bây giờ nói ít về hiện tượng vật lý, anh quay lại về cái đó là hiện tượng vật lý rất gần gũi với cuộc sống chúng ta. Ví dụ như là cái công thức của lực hấp dẫn F hấp dẫn bằng gì? Tương tác của M1 với M2 với khoảng cách đó là R. F hấp dẫn bằng cái gì? Đó chính là R nhân với M1 M2 trên R. Thế giờ G thì nếu mà các bạn đã quên cũng nhớ mà mang G 6.67 nhân 10.11 thì không biết đơn vị nó gì. Thì đơn giản là ta lấy đơn vị SI. Đơn vị SI SI của nó thì ta có cái gì? F này sẽ đơn vị là Newton bằng G không biết đơn vị là gì mình đặt là X đi. Đấy, thế thì về kg, y nhân kg, tức là kg bình trên R bình, hay trên R bình mình tính mét bằng mét bình. Thì sao ít bằng Newton nhân x mét bình trên kg bình. Đấy, đây chữ x, mình suy ra G bình. Mình nhớ mang máng G bằng 6.67 nhân 10.11 rồi, mình không biết đơn vị là gì. Suy ra G bình 6.67 nhân 10.11 Newton nhân x mét bình trên kg bình. Đấy, nhớ. Tức là từ cái mức này thì ta thấy rằng là tất cả mọi vật xung quanh chúng ta đều hút nhau, đều hút nhau, lớn nhỏ nhau cũng hút, bởi vì cái đó là quá nhỏ hoặc quá nhỏ rất nhỏ nên nhân nhau nó sẽ được cái không đáng kể. Bây giờ hiện tại có một cái đáng kể là chúng ta nhìn hàng ngày chúng ta không biết này, nó là mặt trời với mặt trăng hiện tượng thủy chiều lên lúc tại sao mà nó lên nó xuống. Thế bây giờ ví dụ như là cái mặt trăng quay quanh mặt trời thì cái chu kỳ của nó mà quay quanh cái trái đất nó có phải khác nhau không? Khác nhau thế khi nào gặp hay là cái từng tháng trăng lập mà ta thấy nước thủy chiều lên hay là hay tới tập tối hay nước hay lên thì bởi vì nó gặp do cái mặt trăng này lên cái mặt trăng mặt trời đây mặt trăng cái trái đất nên mặt trăng khi nó quay quanh này nó sẽ hút trái đất nhưng mà cái đất chắc chắn nó không quay rồi nước có gì đâu nước gì đâu thì nó sẽ hút thế là thủy chiều hút nghiêng một cái cầu đó đấy thì nó là thủy chiều lên đấy đi thế này. Còn tiếp theo cho là để khẳng định rằng là lý nó sẽ đi đôi toán song song toán và lý đi đôi chúng ta học toán sẽ hỗ trợ cho lý rất nhiều và để chứng minh này thì sẽ đi vào phần nào bài tập này sẽ khẳng định rằng là lý anh sẽ phân tích ra lý phân tích áp dụng toán như nào. Lý chỉ trong một bài tập lý thì ta anh nhìn thấy được rằng nó chỉ có những cái phần hiện tượng mà mình học lý mình phải học tương của nó đa số là về phần toán giải toán. Để trả lại anh em thực tế sẽ khẳng định là lý phân tích cái toán xong bây giờ tiếp tục quay trở lại một bài phân tích hiện tượng tiếp.
bài hai là cho quả cầu nó rơi tự do, độ cao mắt tầm 30 mét. Sau khi chạm đất, quả cầu đẩy lên và lại rơi xuống. Mỗi lần va chạm với mặt đất, tốc độ đẩy lên của quả cầu chỉ bằng 85% tốc độ của nó trước va chạm, lúc trước va chạm. Đấy. Ngoài thời gian lúc quả cầu rơi đến khi nó chạm đất lần thứ 10 là bao nhiêu? Đơn tính thôi. Mét, chiều dài mét. Thế giờ nhé, quả cầu đấy. Cao hoa cái này mặt cân đấy, rơi xuống, rơi đến đây, còn các lúc được bao nhiêu? Thì ngoài trong quá trình rơi nó có bị giảm các lúc, cơ năng được giảm không? Cơ năng không bị giảm, người ta không cho cái gì, người ta chỉ cho cái điều kiện là nó va chạm vào đất mặt đến khi nó nảy lên, nó chỉ vận tốc của nó chỉ bằng 85%. Mà tốc mà đầu thì hỏi tại sao là ê, mình biết mình đặt câu hỏi tại sao nó va chạm nó mất thế, thì bà học cho thế hoặc là mình có thể lý giải là nó va chạm với một cái gạch đất đi là nó sẽ bị giảm ít cơ năng nên là tốc nhảy lên của nó không đủ bảo toàn, nó chỉ còn 85% nó khó nghĩa là cứ va chạm này thì nó cơ năng nó bị giảm ít đúng không? Thế là đơn giản là ta tính vận tốc ngay trước va chạm, phân tích là ta tính vận tốc ngay trước va chạm thì có vẻ mình sẽ hình dung sơ qua một tí, cơ năng nó giảm, đơn giản cơ năng nó giảm thì không, nó sẽ không độ cao, không được nhảy đâu. Thì cái lần thứ hai sẽ như thế này, lần thứ ba như thế này, lần thứ tư này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, đấy, sẽ như này, đấy, nó sẽ giảm dần như thế. Thì ta cứ tính kinh nhất, cái này đầu tiên là V0, còn cái này lúc va chạm hay lúc trước va chạm là V0, khoảng bao nhiêu đó, ta sẽ tính hoàn toàn cơ năng, hoàn toàn cơ năng. Trong quá trình này không có ma sát gì cả nên ta có thể bảo toàn cơ năng được. Và đó người ta cũng nói gì? Nếu có gì? 1 phần 2 MV công bằng bằng M và H. Chúng ta làm V công bằng căn 2 và H. Có V công căn 2 và H. Tiếp tục okay. Thời gian các bạn hỏi thời gian từ lúc quả cầu nó chạm đất là mười bao nhiêu? Tính vận tốc của thời gian từ lúc quả cầu va chạm đến chạm đất là bao nhiêu? Còn quãng đường nữa rồi. Thời gian còn có cả quãng đường nữa chứ đúng không? Đấy, V0 bằng cái này thì V0 bằng căn 2 là H và tiếp tục ta có bằng V1' ngay sau đây, có nghĩa là cái này nó chỉ dao động theo phương thức này thôi, nhưng đây anh sẽ vẽ là cái quá trình hai đây nó sẽ có V0 và nó đẩy lên, đẩy lên nó có V1 sẽ bằng nhiêu, V1 nó sẽ bằng 8 cùng các bạn 8 năm, V0 bằng 0.85 căn 2 là H đúng đấy. Tiếp theo là cái V2. V2 cũng bằng như thế, không phải là trong quá trình V1 này nó đi lên nó không bị giảm, lúc lên thì nó đặt nó không bị giảm gì đúng không? Cơ năng nó bảo bằng cái lúc rơi xuống nó vẫn chính là V1 đúng không? Em nghe đây này, em tưởng tượng đầu tiên nha, đầu tiên nó sẽ đập này, nó sẽ V0 và lấy lên nó sẽ là V1. V1 nó đi lên như này, xong rồi là quá trình thứ hai V1 đi xuống này nó vẫn là V1, nó đập ở đây tiếp tục V1 và tốc V2 đấy. Thế cũng nghiệm sao? Quá trình đầu tiên nó chỉ đi được một đoạn cả thôi, lúc người ta thả em ở trên này, nhưng quá trình thứ hai nó đi từ lên này, nó đi xuống này. Đấy. Có thể ta phân tích hiện tượng từ quá trình giai đoạn V2 cái từng mặt nhau 0.85, V1 đó 0.85, bình căn 2 rồi đấy. Đúng không? Khi người ta hỏi lần thứ 10 thì nó sẽ theo lần thứ 10 sẽ ứng được ứng với lại vị trí, đúng không? Cái này mình đặt nó về không? Vị trí, nó sẽ là vị trí và nó bằng 0.85 mũ 9 căn 2 là hạn. Đấy. Nhưng người ta không hỏi là vận tốc mà nó hỏi thời gian, đúng không? Thời gian tính được gì? Mà phải ta áp dụng cái công thức gì? Trong quá trình vận chuyển động thì vật sẽ chịu được tác dụng của lực nào? Trọng lực đúng không? Chỉ có trọng lực không? Và trọng lực thì giao tốc bằng nhau bằng g, đúng không? Bằng g. R ta có là gì? Thì là thời gian, đây ta tính thời gian mà để vật rơi từ đầu lượng có H vào đó chính là gì? Ta có gì? Ta có H bằng cái gì? Phương trình của vật rơi từ độ cao H. Đấy, thế ra như này, nếu trong một cái độ cao H nào đó thì ta có cái gì? H bằng gì? 1 phần 2 R T bình. Đúng. Bởi vì ta chọn mốc bằng dưới kia thì độ cao H này bằng cái không bằng
vận tốc bắt đầu bằng không, đúng. Đấy, thì một hát là xuyên tay bằng không. Hai gờ, hai gờ đúng không? Hai hát trên gờ. Đấy, cái như này. Cái thứ nhất, khi vật mà nó rơi, cứ tính đi. Trong cái đoạn là cái lần thứ hai, khi vật nó rơi từ đây lên đây, đi từ đây lên đây, thì hai hát thì vật đi từ đây lên đây và đi từ đây xuống như nhau, đúng không? Tạo ra như nhau, bởi cùng một có hát và cùng trong một quá trình đó, và trong có cơ năng như nhau, tạo ra chứng minh được, đây chứng minh. Đấy, tên và kẻ. Đấy, thì tiếp theo, tại quá trình V1 thì ta sẽ tính được sao ta, T nó bằng bao nhiêu lần T1 đấy, T sẽ bằng bao nhiêu lần T1. Là có T và T2, T là T0. T0. Nhưng mà T1 T1 thì ta cũng đơn giản áp dụng ra H bằng nhau, H1 bằng 1 phần 2 cái đó T1 bình chứ T1 bằng 2H1 trên G 2H1, H1 thì ta lại bằng cái gì? H1 đây, ta kể là ta suy ra H1 này. Thế ta có H1 đây, lại có H1 1 phần 2 M H1 bằng gì? 1 phần 2 M V1 bình xưa V1 bằng gì? V1 thì ta lại tính là được bằng chính là bằng 2H1. Mà cái này nó bằng cái gì? V1 lại bằng cái này bằng 0,85 2GH suy ra bằng từ cái này suy ra được 85 H1 bằng bao nhiêu? 0,85 bình. Và hai cái này suy ra, gì? T1 bằng 0,85 căn 2H trên R bằng 0,85 T0. Đấy, tiếp tục, cái lần thứ hai ta cũng chứng minh lần mà suy ra cái đó. Suy ra T cho chấm chấm đó. Ta có T9 bao nhiêu? 0,85 mũ mấy? Mũ 9 T0 đúng không? Đúng. Đấy. Thế người ta hỏi thôi. Thế hỏi thời gian lúc quả cầu rơi đến lúc nó chạm đất lần thứ 10 là bao nhiêu? Đây, thời gian nó rơi chạm đất lần thứ 10 là bao nhiêu? Thế vậy tại lần thứ 10 ta đã đây gọi là lần thứ nhất nó rơi. Nó đi là nó chỉ đi một quãng đường, đúng không? Đi một quãng đường 7 năm. Nó chỉ đi một quãng đường, nó chỉ là T0. Nó chỉ là T0. Và cái quãng đường lần tiếp theo từ lần thứ 2 trở đi đến lần thứ 9, lần thứ hai thì đến lần thứ 7 nó đi hai lần quãng đường ấy, và nó phải tốn hai lần thời gian, và lần thứ nhất nó chỉ tốn một lần thôi, không đúng không? Đây là ta cho phân tích từng cái giai đoạn một thì tất cả 9 giai đoạn đều như nhau. Thế có gì? Suy ra T tổng thời gian của tổng thời gian phân đi này T bằng gì? Nhân cả T bằng gì? Bằng T0 tổng T1 cộng 2 lần T1 cộng với TA cộng cho tôi thân cộng T9 1. Đây sẽ là 10 lần. Nhớ lần thứ 10, lần đầu tiên là nó chỉ đi lần đầu tiên, lần thứ 0 nó chỉ đi được 1 lần đầu tiên. Và tiếp theo là nó sẽ đi 2 lần đầu, 2 con lần. Và nó bằng gì? Vậy ta nhóm này, mấy ta nhóm là nó chỉ cần T0 T0 bằng gì? Căn 2 cả T0 bằng là căn 2H trên đầu Hai lần bao nhiêu? Bằng 2 căn G, 2H trên G của 1 cộng 0,85 cộng trở đi cộng 0,85 bình. Đấy, và ta bao nhiêu? Trừ đi 1. Đúng rồi, trừ đi 1, không bằng 2 này mà trừ đi căn 2H trên G. Đúng. Đấy, trừ đi 1, trừ đi 1 căn 2H trên G trừ 1 cộng. Và cái bằng nhiêu? Căn 2H trừ G cái này 1, U1 bằng 1. Và trong này có bao nhiêu số ạ? Từ 1 cái này là 9. 9 trừ đi 0 bằng 9 và cộng 1. Đấy, là có 10. Bằng bao nhiêu? Bằng 2 căn 2H trừ G nhân 1 trừ 0,85 mũ 10 trên 1 trừ 0,85 1 trừ 0,85 trừ đi căn 2H trên G
hay từ bơm máy ra, cái này nhân nghĩa u một bằng một nhá, là ra. Đây là do lý, đây là trong cái câu, đây cái, trong cái bài này là hiện tượng. Hiện tượng là nó chỉ có giảm tốc độ lên, giảm tốc thì nó tôi đang bao gồm cho giảm. Và tiếp tục sau đi đến toán có trong vật lý đây. Như vậy nếu để bấm máy nó cũng ra, nhưng nếu người ta bấm lần 100 thì bấm máy thì rất là khó. Thế nên đây ta sử dụng công thức toán rất nhanh. Bài này là khẳng định rằng thì để như phân tích này, nếu các em có thể nhầm thì em cứ lấy luôn sao là t0 cộng t9 luôn mà không nhân hai là đôi khi nhầm. Chúng ta phân tích nó lần đầu nó chỉ rơi đi một đoạn, nhưng lần sau nó đi hai đoạn cứ thế. Cái này cần phải lưu ý, cần lưu ý cho nó không phải con. Tiếp theo là đến bài này, quay trở lại cái phần nó khẳng định rằng là phải là lý đi đôi với toán, hoặc toán mà tốt sẽ liên tục, có nghĩa là áp dụng lý hiểu, nên là các em phải lưu ý học toán, toán là sẽ đi đôi với lý hiểu. Đây đến bài ba, nó là cho một con lắc đầu so đặt trên một phẳng nằm ngay, cho con lắc đầu so đặt trên một phẳng nằm ngay có k bằng 100 m/s, m 500 g, lượng quả cầu đến vị trí mà nó so ngắn 10 cm, rồi thả nhẹ. Viết hệ số giữa mặt bằng mặt phẳng nằm ngang là mi bằng 0,2. Lấy vào 10 mét trên dây mình, tính vận tốc vận đại và vận động là được trong quá trình giao động. Cái đề là đề thi học sinh giỏi năm 2012 của tỉnh Hải Dương. Đây. Mọi người thế này, thế này. Thì chắc là các em học cái quá trình giao động có ma sát, dòng giao và sản xuất bằng hai vị trí cân bằng. Đấy, chúng ta hỏi là vận tốc cực đại, tức là cực đại gây xong vật vật giao động điều hòa. Lý tưởng có ma sát thì vận tốc cực đại đạt ở đâu? Ở đâu nhỉ? Vị trí cân bằng không? Thế này là sao? Tại sao người ta lại có vị trí cân bằng không vị trí khác? Thử chứng minh. Chứng minh cái nào? Chứng minh cái nào? Thì quay lại ý của giao động, bây giờ một vật giao động chịu vật lực ép này, sự chịu lực ép này, ép ít này, giao điều hòa như này, thấy biết này, nó lực ép của này, không có thể lên cứ từ vật tăng xong đến một con đó ép ít nó sẽ còn tăng lên, và sau đó nó sẽ kéo nó thắng ép, kéo này, có thể giao động sẽ không phải giao điều hòa, nhưng mà giao động nó sẽ là giao động có nghĩa là tuần hoàn. Đấy, thế bây giờ tại sao mà nó lại chứng minh rằng là vận tốc nó sẽ đạt tại vị trí cân bằng lớn nhất tại vị trí cân bằng? Tại sao nó tăng tốc nó giống là a nó bằng cái gì? Bằng f trên m, bằng f trên m. Mà nếu mà cái giao tốc và đặc trưng của giao tốc là gì, để nhớ được đặc trưng giao tốc là biến đổi vận tốc chuyển động, đúng không? Thế có nghĩa là cứ có giao tốc mà vận tốc sẽ biến đổi, đúng không? Thế vậy vận tốc tăng khi nào? Tăng khi giao tốc cùng chiều vector giao tốc cùng chiều vector vận tốc. Đấy, thế đây là ví dụ vận giao động điều hòa. Điều hòa đây hình tròn cũng được đặt đây. Ý là bằng này, chỉ với A. Đấy, nó sẽ giao động qua nhẹ. Đây vì thế bằng, nó luôn có một ép kéo về nhé. Ép kéo về, đây ví dụ mặt M đây. Mình ép kéo về đây, kéo này. Đến vị trí này bằng, đây khi này ta nhìn này. Từ cái này nó tăng, phải biết rằng vận tốc cùng chiều như này, giao gia tốc có thể cùng chiều ép, nó sẽ kéo dần về đây, đến đây. Và đến đây bằng không, và đến đây sao? Vận tốc thì nó vẫn hướng đến đây, nhưng giao tốc cũng vậy. À đâu, nhưng mà giao tốc cũng vậy. Thì chứng tỏ là đầu tiên nó đang tăng đến chỗ này bằng không, giao tốc đến bằng không và giao tốc tiếp tục đang tăng, nhưng mà tăng nó làm cản trở vận tốc, vận chính điểm sao? Vận tốc nó đang tăng này, có nghĩa là tăng đến chỗ này cực đại, nhưng mà nó đi kéo dần dần xuống, ta chứng minh luôn này, vận tốc cực đại là vì cái mặt chứng minh theo phương pháp của lực trực quan được của mình nhìn đấy. Còn bây giờ ta sẽ sử dụng, anh sẽ đánh giá bài này. Thứ nhất của bài này là cách một. Đánh giá bằng phương pháp lực thì anh thấy này là một đánh giá phương pháp lực, anh gọi lên. Cách hai dùng toán như này. Bây giờ cái này P sẽ làm cách hai đầu tiên, sẽ làm cách hai
như thế này. Viết được đây là cứ bỏ ra, bỏ đi ra ra. Đây là vị trí cân bằng. Cân bằng khi không có ma sát. Không có ma sát. Còn đây là vị trí x1. X là vị trí cân bằng lớn. X1 phải x2 là vị trí cân bằng mới. À, x1 x2 là vị trí cân bằng mới. Đây. Vị trí cân bằng mới. Nhưng mà như này, vị trí cân bằng mới là có nghĩa là sao? Tại đây là lực đàn hồi. Đây lực đàn hồi. Đây vị tại vị trí này. X1 đây. Lực đàn hồi không? Cân bằng với không? Cân bằng với ma sát. Đúng không? Cân bằng với ma sát. X1 đây. Đây ở đây nó so sánh lẻ một đoạn và ở đây nó so sánh giãn một đoạn, đúng không? Nhưng mà hai cái độ lớn này để bằng nhau, đúng không? Độ lớn này để bằng nhau và nó bằng với ma sát, đấy thì nó sẽ làm cho mặt nghiêng và ta hai vị trí một hai này, x một hai vị trí cân bằng mới thì ta sử dụng cái này như nào? Ta sử dụng vận tốc, chúng ta hỏi vận tốc tự giải và tạo đoạn được trong quá trình không? Làm điều gì? Bây giờ ta không biết một gì đâu, chúng ta tính hết một chỉ tính vận tốc, biết tính vận tốc là gì? Sử dụng công thức là V bình trị V không bình 2 hết đúng không? Không đúng, đúng không? Bởi vì trong quá trình này gia tốc luôn biến đổi. Bởi vì lực đang còn luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm. Đấy, không được. Tiếp theo là ta sử dụng cái công thức các công thức 10. Đầu như là gia tốc có đều bằng hàng số không dùng. Vậy ta đưa đi sử dụng bảo toàn cơ năng. Cứ bảo toàn cơ năng. Thế con, tại cái vị trí ta, đây. Người ta đưa bảo toàn vị trí vào so với lén 10cm. Vậy, thì là cơ năng, thế năng. Thế năng đạt hồ nó sẽ bằng cái gì? Nhớ thế là một năm năm nó chỉ bằng gì, nó chỉ bằng độ nén 1/2 k với độ nén của nó, độ biến dạng nó, độ biến dạng. Thế vậy nếu mà ta hay tưởng nhầm là độ biến dạng nó sẽ là một đoạn như này, đoạn tính từ cái chỉ cân bằng mới này tính đoạn này nó sai, ta tính từ cái vị trí em nó không có đầu, chiều dài có đầu và trừ đi chiều dài của cái nén, nếu có một phần hai k, 1/2 k đem ra là nên là không bị nghiêm. Đây là thế năng bắt đầu có tất cả, đúng không? Đấy. Mà tiếp theo bằng cái gì? Người ta có thường sử dụng cái công thức anh cũng nói nhớ công thức. Nhưng anh bảo rằng có một nhân thức cao. Cơ năng như này. Và trong quá trình một đoạn đường dài nó mài nó chỉ còn như này. Thì đơn giản là sau khi tổng cơ năng đầu chỉ bằng cái đoạn đã bị mài được còn hai, mà cộng với tất cả cái đoạn bị dài chứ. Khi bảo toàn cơ năng mà ta thường áp dụng ra nhớ đây như anh bảo rằng là một cây cung nhiều nguyên thạch cao kéo này thì đơn giản là tổng cơ năng bắt đầu bằng cái này cộng thêm cả cái đoạn nó giải được đường, nó giải được đường này thì như cái công thức mà tất cả các em học đó là cung một lực thì được tính bằng gì? A bằng gì? A bằng f này nhân f này nhân cos alpha cho nó f không đổi đúng không? F không đổi nhân cos alpha. Thế đơn giản là anh chả biết như nào cả, anh cứ lấy cung một lực đi, anh cứ lấy cung dương bằng f nhân f được chưa? Không cần cos alpha, bởi cos alpha bởi đây nó cùng nguyên mặt không? Anh ấy còn chiều hay một anh không quan tâm, tức là anh đơn giản là thế nào, tổng bắt đầu chỉ bằng tổng câu nó giải thì được ma sát và tăng câu của vận tốc là lực nó năng lượng của vận tốc bây giờ là tổng năng và xong thế năng thế nó xong anh chỉ lấy nó chỉ bằng 1/2 của thế năng k. Bây giờ anh bảo rằng đây là cái bây giờ nó đang ở trong cái đoạn đây bị lén đấy, vật mở đang bị lén ở trong đoạn này với chiếc đoạn này bằng nhiêu 10cm không, thế là tôi lên 10cm đấy. Vậy thì bây giờ đi đến đây, anh xét trong quá trình này, anh xét trong cái đoạn này không? Xét trong đoạn này, thì là con 1/2 k, ta là con mình là cả cái này, và ta cộng được 1/2 k, khi nó bật đi đây thì chính là có cái gì? K không bằng, k ta là 1/2 k ta là không bằng mình cộng với k như thế này cả, x một x là nó, x bình rồi, nó cách một đoạn cộng như mà nguy mà đến nguy mà còn nhân minh f đây là đây lực ma sát nhân f này f thì nó chính bằng cái gì? Delta là trừ x đúng không? Delta là không trừ đây là nó bao gồm cái gì? Thế là đàn hồi này công của lực ma sát và cái gì? Vận tốc 1/2 m b bình đúng không? Đấy. Thế đơn giản như đây ta cứ thế đây tất cả này thế ta thấy đầu xuân ta cứ đơn giản lấy một cái tổng bắt đầu bằng tổng tất cả kia nó giải nó chi cho cần kia bây giờ nhiều chi tiêu hàng tháng của nhau đấy không cần nhớ công thức này đấy không cần nhớ cái công thức máy móc này đấy áp dụng là rất chuyên nghiệp đấy thì ta đơn giản ta nhân hai vế ta k delta là không bình
bằng ca đi kỳ cộng 2 mi mà g nhân ra là 0 trừ x cộng 1 phần 2 mv à mv. Thế nhìn này trong biểu thức này nhân ra là không có rồi, ca đi kỳ chưa có, x cả chỉ có x cả đúng không, và v chưa biết. Thế là gì ạ? Thế là giờ ta chuyển sang con ta ta sẽ tìm này, thì trừ ca đi kỳ cộng với lại bao nhiêu 2 mi mg mg x trừ 2 mi mg delta là không cộng k delta là không bình bằng nhau bằng dây bình. Đấy, nhìn kiểu như này chúng ta nhìn này, chúng ta hỏi là vận tốc mà đạt được trong quá trình hoạt động lớn nhất thì đơn giản là lớn nhất là khi là lớn nhất đúng không, vận tốc lớn khi v bình lớn nhất, vậy mình lớn nhất và khi làm sao khi thế này ta nhìn đặc biểu kênh là chỉ phụ thuộc x thì đơn giản là ta nhìn đây đây hàm bậc 2 đối x đúng không, thế này cái này nó mắc nhất tại vòng vị trí x bằng trừ b trên a nhé, đây là hàm bậc 2 áp dụng nói chung parabolic suy ra là x b mắc suy ra v bình mắc suy ra m v bình mắc suy ra x bằng bao nhiêu trừ b trên 2 a nó chứ bằng nhau trừ b trên a chứ nguy mà trên k đúng không, đấy đây đây nên nhớ là anh xét là trong cái đoạn này thôi, anh xét là từ trong cái đoạn này thôi, xét trong cái đoạn thôi đấy được chưa, đấy xét trong đoạn này. Thế nếu một cái đoạn này mà ta chưa tìm thấy thêm ra ta tiếp tục xét như thế này nhưng đơn giản là thấy được không, nó giảm dần cơ đang giảm dần và bên này ta nhìn thấy xét này là lực nó kéo về dần đúng không, thì vận tốc càng giảm chứng tỏ là vận tốc sẽ phải đạt vận tốc lớn nhất trong khoảng này đấy. Đó, đấy đánh giá theo phương pháp toán đúng không, đấy có vẻ toán vẫn áp dụng ngay cái này, chúng ta không nên ví dụ mà bỏ lý là chỉ lý thôi nhưng lý còn đưa toán được áp dụng vào đấy. Thế vậy tiếp tục là nếu mà ta sử dụng như anh bảo là sử dụng công chứng minh của phương pháp lực này, phương pháp lực thì đây ta phân tích này, đây trong quá trình đi từ đây đến đây làm sao lực nó so luôn cùng hồi à lực đàn hồi luôn cùng này không, nhưng mà ma sát luôn bằng bạn không đổi, nhưng lực thì tăng dần à, lực tăng dần nhưng nó đang giảm dần, nó sẽ cùng chiều vận tốc gia tốc, nó sẽ cùng chiều vận tốc đây nhỉ, đấy nó cùng chiều đến đây thì ta đến cái vị trí này thì nó cân bằng luôn, vị trí này thì lực ma sát và lực đàn hồi bằng nhau và đến đây thì ra lực ma sát thắng lực đàn hồi có nghĩa là gia tốc ngược chiều như là vận tốc thì chứng tỏ là nó sẽ mắc tại đây nhất, vận tốc sẽ mắc tại đây nhất đấy. Đấy là chứng minh phương pháp lực của đây chứng minh phương pháp toán học đấy. Đến cái bài như này chứ đến cái bài này thì anh trong ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu cho các em qua về đó là cách học lý là hơi khó chỗ nào và phân tích hiện tượng và áp dụng toán vật lý. Đấy, áp dụng toán đối với một bài vật lý khi giải bài vật lý và phân tích một hiện tượng trong vật lý. Đấy, và tiếp theo anh nhớ anh khuyên các em là nếu mà để nhớ công thức một cách máy móc đối với các em lớp 12 thì không nên nhớ và ta phải chỉ nhớ một bằng cách đó chứ không nên học vẹt, đừng nên học vẹt và ta học cách chứng minh tất cả các công thức mà các cô giáo đưa ra công thức tiếng Anh trên đại học. Dĩ nhiên nhớ là tốt nhưng mà nhớ đôi khi em quên và khi em quên được thì em sẽ chứng minh, mà khi em chứng minh được một lần rồi thì khi em chứng minh lại nó sẽ rất nhanh thôi. Cảm ơn các em đã nghe. Cảm ơn các em. Em hỏi cái áp dụng parabolic là cái gì?